Nằm trong chuỗi hoạt động chuyển giao kỹ thuật ứng dụng mạ khay cấy máy trong sản xuất lúa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, sáng nay Trung tâm Khuyến ngư Nông lâm thành phố phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hồng Hải Bình chi nhánh Công ty Kubota Việt Nam tại Đà Nẵng tổ chức buổi trình diễn cấy lúa thực nghiệm bằng máy cấy tự động tại thôn An Trạch, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang. Trước đó, Trung tâm đã phối hợp với Công ty Hồng Hải Bình mời các địa phương trên địa bàn thành phố đến tham quan, thực hành thực tế kỹ thuật làm mạ khay bằng máy gieo hạt tự động được chuyển giao. Mạ khay gieo bằng máy với lượng giống khoảng 2 kg trên một sào. Thời gian sản xuất khay mạ với 900 khay gieo trồng khoảng 2 tiếng, giúp tiết kiệm công cho người dân và đạt tiêu chuẩn giống. Số mạ này đến nay được 16 ngày tuổi và hôm nay được sử dụng để cấy trình diễn demo bằng máy cấy 6 hàng. Phương pháp mạ khay cấy máy là một phương pháp hiệu quả được nhiều nước tiên tiến trên thế giới áp dụng. Không chỉ giúp đẩy nhanh quá trình cơ giới hóa nông nghiệp mà còn tăng năng suất, giảm công lao động, điều tiết mật độ lúa theo ý muốn, góp phần đem lại hiệu quả kinh tế xã hội cao nhất, phục vụ sản xuất lúa theo hướng hữu cơ sinh thái bền vững, hạn chế tối đa việc sử dụng hóa chất trong sản xuất lúa lâu dài.